Ở dưới kia thì có một vài cái nhà nhỏ người ta làm mà nương làm rẫy cả. Mọi người quên làm đồi ấy mọi người. Thì người ta sẽ không đập bỏ cái ngôi nhà cũ nhá. Để mà kiểu như là để đổi đời thì mình thấy là sai nhá. Nhưng thế nào để lấy chồng ở Việt Nam tốt hơn? À, thì Bên vẫn này tốt không hơn. có hộ khẩu đâu. Điều Nhưng mà kiện của nó này, có nhà, có存款ở trong ngân hàng. Thế nhưng mình không có cái thẻ căn cước thì mình làm sao được mở được tài khoản ngân hàng? Thế không mở được. rồi, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Vương Khang. Hiện tại thì mình đang đi trên con đường này. Mình đã đi qua chắc là 1, 2, 3 3 quả đồi như thế này mọi người ạ. 3 quả đồi để mình đi vào qua chỗ này nữa. Thì nghe mọi người bảo rằng bên trong đó sẽ có một cái khu làng nhỏ, ở Việt Nam mình gọi là cái bản nhỏ đó. Thì mình sẽ đi vào đó để tham quan cái bản đó ở bên Trung Quốc sẽ như thế nào. Và cái điều đặc biệt là mình sẽ chia sẻ về cái cuộc sống những người dân ở đây này, người ta làm gì, và nói cho mọi người hiểu hơn về cái vấn đề là lấy chồng Trung Quốc, cũng như là cái gọi là lý do tại sao mà không nên đưa những cô gái Việt từ Trung Quốc trở về. Đó, thì trong video này mình sẽ chia sẻ mọi người nhé. Khả năng quay cho mọi người xem, đây là cái khu tự trị trong ngón tay mọi người nhé. Còn tại sao lại gọi là khu tự trị trong ngón tay thì có thể là nhiều người đã biết. Ngày xưa thì ở khu này thì nhiều người Choang. Người Choang là một trong nhóm người đông nhất ở khu Quảng Tây này. Thì người ta lấy là tên là khu tự trị trong ngón tay. Người Choang là kiểu như là một nhóm người dân tộc, người Tày, người Tráng, người gì đó, có liên quan đến cả người Việt Nam mình, những người dân tộc ở Việt Nam mình ạ. Thì ở Trung Quốc là người Hán là người có số lượng đông nhất, còn người những dân tộc thiểu số thì người Choang là người số lượng gọi là đứng đầu luôn. Người Hán xong đến người Choang. Đó. Thì cái con đường mà mình đi vào đây người ta cũng làm khá là đẹp luôn mọi người, chắc mới làm. Đó. Ở giữa Việt Nam và Trung Quốc thì mình thấy rằng là ở bên Trung Quốc này đất đai nó vẫn rộng hơn mọi người nhá. Ở tỉnh Quảng Tây này thì mình xem mà mình biết được ở trên mạng người ta có viết đấy, người ta bảo rằng là Quảng Tây này dân số khoảng độ 40-50 triệu người thôi, có nghĩa là khoảng bốn mấy 50 triệu người, là bằng một nửa của Việt Nam mình. Nhưng mà cái đất ấy, đất canh tác và đất toàn bộ diện tích của Quảng Tây ấy thì nó lại bằng 2/3 của mình cơ. Có nghĩa là cứ một người ở bên Việt Nam được 1 mét đất đi thì người ở bên Trung Quốc người ta được 1,5 mét, à đâu 1,2 mét, 1,3 mét, kiểu như vậy ở bên Quảng Tây nhá. Quảng Tây là một trong những tỉnh cũng khá là rộng luôn. Nhưng mà về kinh tế ở Quảng Tây thì nghe mọi người bảo rằng là nó sẽ đã gọi là nụt, nói chung là nó đã, cái doanh thu nó đã thấp hơn so với tỉnh Quảng Đông, người anh em của nó rất là nhiều. Ngày xưa gọi là Nữ Quảng ở Quảng Tây, Quảng Đông là hai người anh em á. Nên bây giờ không gọi là Nữ Quảng nữa mà gọi là khu tự trị trong Quảng Tây. Đó, thì mình đã thấy một ngôi nhà này mọi người. Một ngôi nhà, đây là một cái suối này. Đó. Đó, sau một quãng đường mười mấy cây số thì mình đã tới được cái khu này. Mình cảm nhận như ở đây là một cái khu làng, khu bản nhỏ mọi người ạ. Đó. Bên trong kia có những ngôi nhà mái Thái rồi mọi người ạ. Nhà kiểu như là rất đồ sộ và giàu có. Nói chung là ở đâu cũng có người giàu, người nghèo mà. Mình chia sẻ nên mình cũng không nói về vấn đề giàu nghèo, mà mình nói về vấn đề là mình tham quan và mình đang đi khám phá những cái vùng như thế này. Và đặc biệt là mình nói về cái câu chuyện mà lấy chồng Trung Quốc mọi người nhé. Ồ, đây có cái suối khá là đẹp mọi người này. Wow, nhìn đã không? Wow. Thì hiện tại mình đang quay cho mọi người xem, đây là một cái thung lũng. Ở trên xung quanh là toàn đồi không mọi người nhé. Để mà vào được đây thì mọi người đi rất là khó khăn đấy, không phải đơn giản đâu. Đó, và mình thấy ở trong đây thì cũng có kiểu như nhà nhà nầu, xe hơi. Nhìn cũng khá đồ sộ, không phải đơn giản. Đó. Thì người Trung Quốc người ta làm ăn rất là giỏi. Và cái thứ hai đó là người ta sống rất là thật thà, lương thiện, rất tốt đấy mọi người. Có điều là những cái gì xấu ở Việt Nam mình là toàn mấy người ở Việt Nam nhiều khi làm xong là đổi cho người Trung Quốc không à. Cái việc mà buôn nan đột biến cũng đổi cho người Trung Quốc, ốc bươu cũng đổi cho người Trung Quốc, rồi là tiêu cũng đổi cho người Trung Quốc, mình chả hiểu. Mình không biết là thực tế như thế nào nhưng mà mình thấy cái gì xấu ở Việt Nam mình ấy, là người ta cứ mang dồn hết cho người Trung Quốc, chả hiểu được. Kia là những ngôi nhà thời xưa mọi người. Mình có hỏi về vấn đề mà nhà thời xưa rồi mọi người ạ. Người ta bảo rằng là không phải là người Trung Quốc người ta nghèo, người ta không có tiền xây nhà đâu, mà những ngôi nhà này là những ngôi nhà mà người ta muốn giữ lại làm kỷ niệm. Cái thứ hai đó là cái kiểu như là phong tục của người Trung Quốc ấy, là khi mà làm ăn được ấy thì người ta sẽ không đập bỏ cái ngôi nhà cũ nhá.
Người ta nghĩ rằng ngôi nhà cũ là cái nền tảng, là cái gọi là cái gì đó để cho người ta phát triển. Ô, con chó ghê quá. Thì người ta sẽ giữ lại. Ở Việt Nam mình thì cái phong tục và cái cách sống khác, người ta sẽ bỏ đi. Còn ở Trung Quốc người ta không bỏ đi, người ta có thể là mua thêm chứ không bỏ đi mọi người nhá. Mà không đập bỏ đâu mọi người ạ. Đấy, mọi người thấy không? Ở khu vực này chỉ có rừng, gọi là rừng thôi. Ở nhân đây thì mình chia sẻ một tí về vấn đề lấy chồng Trung Quốc. Lấy chồng Trung Quốc nó cũng như lấy chồng Việt Nam thôi, nó như là một cái canh bạc, kiểu như là tìm hiểu kỹ và có sự am hiểu thì mình chuẩn mực hơn, là mình tìm được cái con đường mà mình đi đúng án hơn. Còn mình cứ đi theo kiểu mù mơ mù mờ, mà kiểu như là để gọi là thoát nghèo với để mà kiểu như là để đổi đời thì mình thấy là sai nhá mọi người nhá. Đó, thì đây là một cái thung lũng khá đẹp, nó mẹ hoa này. Có nhiều người bảo mình chứ anh bớt chia sẻ cái chuyện mà hộ khẩu với chuyện mà thẻ xanh đi. Mình nghĩ rằng là mình đang nói đụng chạm đến người ta, tại vì nói như thế có thể là người ta ở bên Trung Quốc người ta sẽ không vui, tại vì người ta lấy chồng bên này mà bố mẹ là gia đình người ta ở quê ấy, người ta sẽ thấy con cái mình ở bên này không được nhập khẩu, không được đi làm, người ta cũng thấy buồn. Nhưng mà những người đó buồn thôi, còn nếu mà mình không chia sẻ những cái đó lên nhá thì nhiều người buồn nữa mình ạ. Tại vì sao? Có rất là nhiều bạn gái bảo à, mình chứ anh ơi, nếu mà em xem được video của anh sớm thì em đã không khổ. Tại vì em mới lấy chồng bên này được 2-3 tháng thì em mới phát hiện ra là anh nói cái đấy là đúng. Cái vấn đề mà không được nhập khẩu là chắc chắn rồi. Còn cái thẻ xanh thì gần như là đến 99% cũng không được làm thẻ xanh mọi người nhá. Người ta bảo đóng băng tài khoản từ 10 đến 20 vạn trong ngân hàng để được làm thẻ xanh trong vòng 5 năm, 6 năm gì đó, người ta xét duyệt người ta cấp. Nhưng mà cái vấn đề mà không có chứng minh, không làm được ngân hàng thì làm gì mà làm được thẻ xanh. Nói chung là thẻ xanh chỉ có làm chui làm lậu, nhưng ai đó người ta làm giấu thì mình không biết. Còn bình thường là không làm được nhá. Còn hôm nay thì mình nói về cái vấn đề đó là không nên giúp những cô dâu, những cô gái mà lấy chồng Trung Quốc về Việt Nam nhá. Mình kể cho mọi người nghe cái đoạn mà mình với anh Sơn, à nói chung là một anh làm công ty du lịch đi, mình nói với anh Sơn nhiều khi lại mọi người nộ thông tin của anh ạ. Thì khi mà mình với lại người anh của mình ấy, thì phát hiện ra có một cái người đó, người ta cứ nhắn tin, người ta cầu cứu. Người đó ở Sài Gòn mọi người nhá, là một anh trai. Thì mình với anh đó cũng đồng ý, nói chung là mình đồng ý trước, mà anh đó anh cũng không biết, mình cũng giới thiệu cho anh đó thôi. Mình đồng ý mình giúp, cho cái người đó về. Mà cuối cùng mình phát hiện ra thì mình và anh đó đều sai cả. Với cô gái đó là cô gái lấy chồng bên Trung Quốc mới được có thời gian ngắn thôi. Thì cái người bạn của cô cứ như điện nhờ là mình đưa cô về ấy. Thì mình thì chả có khả năng đấy đâu, thì mình mới nhờ anh Sơn. Anh Sơn anh mới đồng ý anh giúp cô bé nó về. Anh điện taxi đến đón, đưa ra sân bay, anh điện vé máy à, điện cho ra sân bay, rồi anh đặt vé máy bay, anh làm cho tất cả mọi thứ thủ tục. Cuối cùng là đưa cô bé đấy về nước. Cứ tưởng là mọi chuyện là êm xuôi ngon lành, cuối cùng phát hiện ra là mình bị lừa mẹ. Mình với anh Sơn hai anh em đều bị lừa. Thực ra không phải, ô trong việc rất là nhiều người Trung Quốc đang làm gì nhỉ? Mọi người có thể thấy thì ở đây rất là nhiều ruộng bậc thang này mọi người, kiểu như tầng 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 lên á. Người dân ở đây người ta trồng cấy, vẫn trồng cái lúa mọi người nhá, người ta rất là tiết kiệm từng miếng đất luôn. Đây, mình nhìn thấy có rất rất nhiều chú đang làm gì. Rồi, chắc hết đường rồi. Hết đường mọi người ạ. Ni hảo à, hết đường. Wow, trong đấy các cô chú đang đi làm ruộng mọi người ạ, làm đồng mọi người, quên làm đồi mọi người. Các cô chú cũng đội nón như ở Việt Nam mọi người ạ, y chang Việt Nam thôi. Mình không biết tiếng nên giờ nhiều khi ngồi lại nói chuyện mình cũng không hiểu các cô chú nói gì, nên mình đi thôi. Mình lại tiếp tục kể cái câu chuyện mà mình với anh Sơn nhá. Có người mình anh Sơn hỗ trợ cô bé đấy ở miền Tây về. Khi mà anh Sơn anh đặt xe, đặt vé máy bay, tất cả mọi thứ cho cô bé đó để cô bé đó về được nước rồi, thì cái người chồng ấy, người chồng Trung Quốc ấy về báo công an, báo với lại bên Trung Quốc ấy rằng là vợ bị gọi là như kiểu bắt cóc, với lại như kiểu là bị người ta đưa đi ấy. Cuối cùng công an vào làm việc thì mình thì không sao, nhưng mà anh Sơn anh có liên quan đến cái vấn đề là anh đặt taxi để đặt vé máy bay. Bây giờ hiện tại thì anh Sơn anh không dám sang Trung Quốc mình ạ. Có nghĩa là mình bảo chứ sang Trung Quốc chỗ mình chơi ấy, thì bình thường anh vẫn sang,
Nhưng mà bữa nay anh bảo thôi anh Khang này chắc anh không sang ở đâu, tại vì anh đã liên quan đến cái vụ việc con bé đó nó về. Giờ mà anh sang thì nó phức tạp lắm. Đó. Nói chung là khi mà con bé nó, cô bé nó về nhưng mà không có về nhà. Để ở Sài Gòn, ở loanh quanh Sài Gòn thôi, không dám về miền Tây đâu. Về miền Tây là cái gia đình nhà kia ấy, gia đình nhà chồng ấy, nó cho người đến tìm đến tận nhà mà. Nó bảo là một là phải trả người, hai là phải trả cái của hồi môn ấy. Mà cái của hồi môn thì nó nhiều lắm mọi người ạ. Có nghĩa là trước kia là cưới xin ở Việt Nam rồi, và người Trung Quốc người ta đã bỏ ra số tiền khá là nhiều. Không phải là một vài chục triệu, nó mà vài trăm triệu, có khi cả tỷ. Mình thì không rõ là của hồi môn là bao nhiêu tiền, nhưng mà mình nghĩ là cả một vài trăm đến cả tỷ đó. Nhưng mà cái bà mối bà Mai ấy, bà đã sơi hết rồi. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là cô này cô phải no, cô phải trả. Đó, mọi người thấy cảnh đẹp không? Núi non trùng trùng điệp điệp, xung quanh đây là núi là đồi hết mọi người ạ. Chỉ có một con đường duy nhất, con đường nhỏ này, để vào trong cái thôn, cái bản này thôi. À, và nếu mà những người cô dâu Việt Nam ấy, mà vào đây mà làm dâu thì nhìn những cái cảnh này nó chán rồi mọi người ạ. Xung quanh toàn cây là cối không. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó xa thành thị. Thì để mà mua sắm hay để mà làm ăn cái gì thì cũng rất là khó khăn đấy, không phải đơn giản đâu. Và về đây thì công việc chủ yếu là vẫn là phải làm nông. Đó. Nhưng mà thà những cô dâu Việt nhá mà chấp nhận về đây làm, mình thấy là còn sảng khoái hơn là lên thành phố. Thành phố thì không được đi làm chính quy, chỉ đi làm phụ vớ vẩn thôi. Còn về nông thôn đây thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu thì mình thấy cũng ok mà. Nhưng mà đa số các cô mà, nói thật nhá, các cô mà sang đây ấy, nó đều là mơ mộng kiểu như là thôi thì thà như mình bỏ 3 năm mà đi sang xuất khẩu lao động ở bên Nhật hay bên Hàn ấy, thì mình bỏ đi cái thời gian đó mình đi sang bên này lấy chồng, vừa có chồng vừa sướng, vừa lại đỡ phải đi làm nhiều. Mà có thể là 3 năm sau bọn nó đi xuất khẩu lao động về thì mình ở bên này mình cũng có thể là làm ra mua xe hơi, mua nhà nào rồi. Đấy là cái tính toán của các cô mà mình cũng nghe các cô kể như vậy. Có nghĩa là mấy cái bé mà ở miền Tây ấy cũng nói với mình mà, như là em cũng tính, em bảo là thôi không đi xuất khẩu lao động nữa mà đi sang bên này làm lấy chồng ở bên này thì hai vợ chồng làm thì có tiền, có đồ thì mua xe hơi, nhà đồ các thứ thoải mái. Nhưng mà ai ngờ nó không như dự tính mọi người ạ. Về bên Trung Quốc mới phát hiện ra là làm đồng tiền nó khó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là người Việt mình không được, gọi là không được người ta tôn trọng mà người ta quý lắm. Tại vì đa số ấy, gái Việt mà đang lấy chồng ở bên An Huy với lại bên Hồ Bắc ấy, thì cứ 10 cô sang thì 7 cô là tìm cách là trốn về rồi. Có một số cô thì trốn về được, một số cô thì cứ gọi là chờ thời. Đó. Thì từ hôm bữa mình làm du chút vào bên Trung Quốc này thì mình phát hiện ra thì có rất là nhiều cô gái điện cho mình để hỏi vấn đề làm thủ tục, cũng như là hỏi vấn đề mà sang đây lấy chồng với vấn đề mà sang đây đi làm. Mình cứ nghĩ rằng là khi mà con người mình ấy biết được sự thật ở bên này rồi thì sẽ không có cái tham vọng đi sang bên này lấy chồng nữa. Nhưng mà không phải nữa nhá. Người ta biết rồi nhưng mà người ta vẫn cố tình, ô đây có cái ao cá, cố tình gọi là muốn đi sang bên này để gọi là đổi đời. Người ta nghĩ là bảo chứ ô mấy con bé kia nó xui xui nó bị vậy, chứ còn mình đây số mình hên thì nhỡ gặp được cái thằng nào nó tốt mà nhà nó giàu thì sao, thì 1-2 năm này mình có thể là đổi đời. Còn như làm bên Việt Nam mà làm công ty tháng 8 triệu thì chi tiêu hết khoảng độ 7,5 triệu, còn 500 thì đến bao giờ mới giàu được. Ý các cô nghĩ như vậy. Nhưng mà không, đời không như là mơ đâu mọi người ạ. Đời không như là mơ, không như là mình suy nghĩ đâu. Sang đây thì 10 cô chỉ được 3 cô là gọi là cuộc sống gọi là đề huề, gọi là đầy đủ, gọi là sung sướng thôi. Không phải sung sướng mà gọi là chấp nhận được. Còn đa số là đều vào những cái hoàn cảnh gọi là khó khăn. Khó khăn nong đi bi đáp mọi người ạ. Tại vì người Trung Quốc người ta, cái phương châm của người ta ấy là cần cù, chịu khó và làm việc. Cứ làm việc thôi. Mà mình đến với Trung Quốc mà mình lại có ý định, mình bảo chứ là ăn với chơi. Đi sang đây mà để cái đầu xanh đầu đỏ này là hai cái bộ móng tay dài thòng thì không biết là sang đây làm cái gì. Nhiều cô mình thấy rất là lạ vậy nhá. Đã đi sang nước người ta thì thứ nhất là phải khiêm tốn, cái thứ hai đó là phải chịu khó. Móng chân móng tay để mà dài thòng như vậy thì người ta nhìn, người ta đã đánh giá là con người không tốt rồi. Mà đánh giá cái con người không tốt thì người ta lại nói về Việt Nam, người ta bảo là ô mấy cái con bé Việt Nam đấy thì ăn mới chơi không, mấy bọn móng đỏ thì làm gì. Đó. Thì nhân đây mình chia sẻ để cho những ai mà đang có ý định lấy chồng Trung Quốc là một. Những ai mà đang lấy chồng Trung Quốc mà đang trong cái tình trạng mà ăn chơi nêu nêu ấy thì nên suy nghĩ lại thật. Đã chấp nhận lấy người ta rồi, đời duyên số rồi.
thì nên chịu khó nam làm cày bừa, tạo nên một cái nền tảng vững chắc để sau này có đứa con thì nó sẽ biết rằng là bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, nhưng mà hai bố mẹ sống vẫn hòa thuận, vẫn làm ra tiền và vẫn cho con cái ăn học là lên người. Đừng đừng để cho cái cảnh mà vợ thì trốn về Việt Nam, chồng thì đi tìm, con cái thì bơ vơ, rất là khổ. Mà không phải là một vài trường hợp đâu mà nghĩa rất là nhiều. Vương Khang đi quay như thế này mình chứng kiến rất là nhiều trường hợp. Ngày xưa thì đa số là lừa bán mình nhá. Năm 8 mấy, năm 90, 91, 92, 93, 95, trong vòng khoảng 10 năm đấy thì đa số là người Việt mình lừa bạn bè để sang Trung Quốc để bán. Còn người Trung Quốc người ta không lừa được người Việt mình nói thật luôn. Và mình thấy 10 cô thì 9 cô rưỡi là gọi là bảo rằng là người Việt Nam lừa, chứ không, người Trung Quốc người ta không lừa được. Tại người ta, Trung Quốc người ta có biết nói tiếng Việt đâu mà lừa. Đa số là người Việt Nam mình nói bảo chứ ô mày đi theo tao đi, tao đi dẫn mày đi kiếm vàng, kiếm tiền về lấy chồng là cho về cho mẹ. Nghe thì ai chẳng ham, ngày xưa thì nghèo khó mà, có cơm ăn là may rồi, cái năm 80-90 có cơm ăn là may rồi. Nghe vậy xong quyết định luôn đi. Đi thì hầu như sang là nó bảo là mai cho một cái thằng nào đó thì bắt đầu là đồng ý thì cưới, không đồng ý thôi, nhưng mà đa số là nó ép vào cái thế phải đồng ý. Tại vì bây giờ đi vào mãi trong xỉu kháy Quảng Châu đi, Quảng Đông đi, nó xa gọi là vạn biết bao nhiêu cây số xa. Thứ nhất bây giờ mình không có tiền, không biết tiếng sao về được. Ngày xưa cái chuyện mà đại sứ quán người ta cũng không xử lý mấy cái vấn đề đấy đâu. Ai đâu mà no mấy cái vấn đề năm chín mấy, người ta no về kinh tế, no về ấy, ai đâu xử lý mấy cái cô gái mà đi sang đấy lấy chồng. Mà đa số là tự nguyện đi sang không ấy, nhà nước xử lý sao được. Đó. Vậy nên đừng trách ai mà trách chính bản thân mình và trách chính những người bạn của mình. Bây giờ các cô mà lấy chồng bên Trung Quốc mà năm tám mấy, mọi người hỏi ấy, không mà 9 cô, 10 cô thì à hơn 10 cô thì 9 cô rưỡi là bị bạn mình lừa rồi. Bạn mình lừa chứ không ai nữa. Đó. Vậy nên mọi người đừng có trách người Trung Quốc. Người Trung Quốc là người ta có cái vấn đề như thế này. Người ta bị kiểu như là cái chính sách một con ấy, bao nhiêu năm trời, mãi năm 2015 mới bỏ. Thì cái thời gian đó người ta ưu tiên người ta cứ đẻ con trai, đẻ con trai thôi. Thì con trai nhiều quá thì bắt đầu nó bị ế vợ. Ế vợ thì người ta lại có nhu cầu mua vợ và gọi là kiếm vợ. Thì có nhu cầu thì người ta đi tìm thì người ta gặp người Việt Nam mai mối bán thì người ta chấp nhận thôi. Ngày xưa là bán, còn bây giờ thì nói bán là công an nó bắt phạt chết ấy. Bây giờ phải nói đàng hoàng, phải nói như kiểu là hai người yêu nhau hợp pháp thì mới đi ra làm giấy kết hôn được. Chứ nói chuyện mai mối, vẫn nói chuyện mua bán là công an nó không làm giấy kết hôn cho đâu. Vậy nên mình muốn nói mọi người là ngày xưa là mua bán, còn bây giờ ấy là đa số là những người mà như kiểu ở trong Hồ Bắc hay trong An Huy, người ta cũng kiểu như là biết một chút về Việt Nam. Người ta nghe bảo chứ là ô Việt Nam mình có nhiều gái với lại nhiều cô kiểu như cũng chịu khó hay như thế nào đó. Người ta kiểu người ta nói tốt một tí. Xong rồi mấy cô chàng trai đó thì làm gọi là gần hết cuộc đời, làm từ lúc nhỏ đến lúc ba mươi mấy tuổi, gom được một số tiền. Gom được một số tiền thì bắt đầu bố mẹ cũng cần vợ cho con mà, cũng hỗ trợ thêm, rồi là có tiền bắt đầu sang Việt Nam. Ông mai mối ở bên Trung Quốc sang Việt Nam, bắt đầu ông tìm cái bà mai bên Việt Nam, hai người kết hợp lại, một người đẩy một người đưa. Thằng thì bảo là ô thằng bên Trung Quốc này nó là con một, nhà nó giàu lắm, là ông chủ nợ à quên, ông chủ tiệm tạp hóa hay gì đó. Thì cô gái Việt Nam thì mấy cô mà nghe thấy bảo như ô về làm bà chủ sướng, làm bà chủ sướng mà lại một vài năm này về Việt Nam lại có xe hơi nhà đầu, thì về chơi thì bạn bè nó nhìn thấy mình oách thì ngon. Còn bạn bè nó đi Nhật, đi Hàn 3-4 năm nó về nó chỉ có bằng đấy thôi. Mình đi sang lấy chồng mà vừa được, vừa có chồng vừa sướng mà lại vừa trả nợ cho bố mẹ mà lại vừa có tiền luôn. Còn đi xuất khẩu lao động lại mất tiền. Thì người ta cũng tính toán hết mọi người ạ. Mình không phải tự nhiên mình nghĩ ra mình nói đâu mọi người ạ. Những cái câu chuyện mà mình đang kể với mọi người đó là những câu chuyện của những người mà bị bán sang Trung Quốc kể cho mình. Và đa số là những người mà già ấy. Và đặc biệt là những cái câu chuyện mà của các cô gái. Cô gái Việt Nam mình á, giờ hiện tại đang bị lừa bán, đang lừa lấy chồng bên đấy, đang ở bên Trung Quốc ấy, kể mình kể cái quá trình bị lừa như thế nào đó mọi người. Hiện tại thì Khang đang đi ra để mình đi về. Bây giờ mình sẽ dẫn chuyện cho mọi người một tí, những cái chia sẻ ngắn của những chị lấy chồng bên này, nói về việc mà làm thẻ xanh cũng như làm hộ, gọi là hộ khẩu mọi người, cho mọi người hiểu hơn. Có thẻ căn cước ai cho mình làm thẻ ngân hàng phải không?
Thế mình không có thẻ ngân hàng thì làm sao có tiền trong ngân hàng mà ừ. Mày đòi như thế. Khó hiểu thật đấy. Thì có phải là coi như là nó bảo mình là không bao giờ được là phải thế còn gì nữa. Có nghĩa là mình sang bên này không làm được thẻ ngân hàng nhưng mà vẫn đòi đó. Thì làm sao mình làm sao mà nó cho mình thẻ căn cước phải không? Thế nhưng mà điều nhưng kiện mà... của nó này có nhà có tài khoản ở trong ngân hàng. Thế nhưng mình không có cái thẻ căn cước thì mình làm sao được mở được tài khoản ngân hàng? Thế không mở được tài khoản ngân hàng thì mình làm sao để làm được? Đấy nó đánh đố mình chứ còn nó là con là nói thẳng một câu là mày không được thế là sao mình có phải không? Bắt được thế bắt được nhà đấy có khi là mình còn có tên phải không? Mình có cái đấy cái đăng ký kết hôn ấy thì mình mang ra mình cái gì được gọi là dịch ra đấy thì là có khi là được cho vào mua cái nhà đấy thì mình có khi là có tên mình thật. Chị nói cái đoạn này em mới giật mình em mới nhớ này. Thế chứ còn nó làm sao? Có nghĩa là cái chị kia chị nói với em là đóng băng tài khoản từ 10 đến 20 vạn thế? Trong vào cái khu vực nào là mỗi khu vực nó mới khác nhau. Ừ. Nhưng mà em bây giờ em mới nhớ là không có thẻ ngân hàng sao đóng băng? Đấy, có thẻ ngân hàng lấy cái gì mà đóng vào đấy? Mà thì làm sao nào được cái thẻ xanh mà đi nào? Có tiền đấy, đóng được mà lại đứng tên mình cơ, lấy tên của con nó thứ gì làm gì phải là của mình phải không? Ừ. Nó không phải em mình em mà thế. Tiền rõ ràng tiền của mình mà lại cái tài khoản của thằng chồng như của mình có được đâu? Thế. Vậy. Mà đơn giản một câu là mình mang con đi làm mà mình là người là gọi là bố mẹ đấy nhưng mà mình không có chứng minh thư mình cũng không hối được tài khoản cho con đây này. Hôm nọ mình mang lên cho nó mang thằng con đi đấy bảo là hối tài khoản cho thằng con. Thế nó bảo mình chứng minh thư của mình đâu. Ta Việt Nam gì có chứng minh thư. Thôi xin mời. Bảo bố nó đến. Đấy. Cái đoạn này em mới thấy là đúng rồi. Làm sao mà sao không, nhưng mà mấy ngày trước em không nghĩ là cái đoạn mà làm ngân hàng. Em chỉ nghĩ là mình có tiền mình đổ vào là khoảng 12 đến 15 vạn gì đấy. Thì khoảng nào 5 năm nó xét cho mình làm cái thẻ xanh đi nào. Làm gì có mở lại cái Huế cũng đi hỏi bao nhiêu lần có được đâu. Nó bảo không được. Sau này có người lại bảo cái ngân hàng ABC lại được. Thế nhưng mà này chả biết được cái Huế nó đi nó hỏi lại đâu ra là chả hiểu tạo không chán tao cũng chả thấy. Còn cái vấn đề nhập khẩu là chắc Bình Nghĩa không đừng có mơ ở cái lời lão tao không biết chứ chơi chúng tao đây thì cần mơ không được. Đừng có mơ là vào khó mày cứ ở đây làm ăn thì người ta không đuổi là thôi con cái không phải là may rồi đấy. Con cái được vào khẩu là được rồi còn đây chúng tao khách thì như tạm trú tạm vắng đấy. Cái quyển sổ này thì cũng như thế thôi, tạm trú tạm vắng thôi để được về Việt Nam thôi chứ còn thì chẳng tác dụng gì. Cứ một là không là tạm trú tạm vắng á, cứ mỗi một năm chúng ta phải đi lên lên trên kia nộp đóng visa, đóng 800 được 25. Nhưng mà bây giờ nó còn được 6 tháng lại lại bảo bao nhiêu trăm mấy các thứ nữa. Nó chả khác gì như tạm trú tạm vắng còn tí. Nhưng mà ở bên này các chị là được những chế độ ưu đãi gì? Dạ, ví dụ như thẻ bảo hiểm này. Có chế độ đã tốt. Chồng chị ở bên này là có nhậu nhạt như ở Việt Nam không? Không nhậu. Bên Trung Quốc người ta ít nhậu hơn. Nhưng thế nào thì em lấy chồng ở Việt Nam tốt hơn. À vẫn bên tốt này hơn có hộ khẩu đâu. À em hỏi ba cô rồi. Ba cô đều nói là con có hộ khẩu nhưng mà các cô không được nhập hộ khẩu. Không được nhập đâu. Nó cho mình làm đăng ký kết hôn. Nó cho mình mua bảo hiểm. Nó cho mình ấy làm hộ chiếu. Nhưng mà nó không có hộ khẩu đâu.